xoay ngược lại. Kéo chân lên, gác nửa bàn chân, nhịp gọi. Anh vào kìa. Hai Xíu tay ở bậc năm nhịp. Hello cô. Lâu Hello, không quá. mới nhắc. Hello Đi chơi về cô. anh Tiếp em mít nhẹ. Nhạn thiếu đặt nơi ở. Nhạn gặp Đà Nẵng. Ép Yeah. chân xuống tiếp, ép đầu gối xuống. Rồi, tay trái nắm mũi chân trái kéo vào. Chào tất cả mọi người. Chà, đêm qua. Cô cứ dậy là ẻo ả thế không biết rồi. Hả? Đổi chân. Nay có học sinh mới hay sao cô? Không. Nhạn là tập với mình lâu Ý rồi, tập được là chắc tháng lâu. Cô hướng dẫn là khởi động kỹ đấy. Hôm mấy nay chuyển thành chủ nhật và đông đẹp đấy. học viên mới là tiếc À. kìa. Cái Cái này sai. đổi. Chào cô giáo, chào cả nhà nhá. À, chào Chào chào. chị Hồng. Bữa Đi đi đây. đi chơi về Nào. mấy giờ Khánh? 1 giờ cô ơi, 1 giờ sáng. Dễ sợ. Về Huế, về Dạ. Huế thì chơi tiếp. Đi Vô đây. Huế khách du À. lịch đông không? Dạ. Vô nội thành Huế khách du lịch đông không? Đông mà nắng lắm, em đi một đoạn em quay ra thôi. Đó. Ôm nó nắng thật. Với lại mình cũng đi rồi, cũng thấy cũng chả khác mấy. Loại bộ vậy đó. Vâng, bộ mà nắng chứ. Eo nó nắng thật. Bật năm nhịp. Là phi điểm này chị hôm nay nói nhiều lắm. À, nhà em năm nay lại chẳng được mấy. Eo hôm nay nhà Giờ em chị không mười mấy cái giò nó nở một lúc. Thơm á, ngồi đây mà thơm lắm. thương lắm, loại cái việc lắm. Nay thành ra ngoài sân tập hả? Vâng, vậy Đang có view đẹp. nắng à, trên trong phòng nóng lắm. Đà Nẵng mưa liên tục. À, tối hôm giờ mưa cô. Mát rưỡi luôn. À. Hôm nó về đến mai lại mưa. Mai nhà mình mai ở đây cũng mưa. Hôm qua mưa có tí là xong rồi tạnh. Ở ngoài cô trông ché măng luôn đấy, Biết ché Thành, mà lại nhỏ biết Thành nói câu này cho nên ghi âm lại chứ. rồi. Nghe nghe giọng cô ở trong thì tưởng là cô sẽ nhìn sẽ cứng nhưng mà ra ngoài ché. Ôi cô trẻ nhỏ. Nhưng mà nghe giọng của cô thì không ché đúng không? Cô trẻ kia nhìn trẻ mà xinh gái. Trẻ lắm rồi. Mà nhỏ xì xì nữa hả? Nhỏ
Bữa đó không bước cái đôi giày đó là qua đứng với Thành là mắc cười luôn á. Là đi ra là mấy ngày em đi du lịch mấy Dạ. ngày để lười Không, hả, đặt tay bên chào đó con, chào bác gì đi ạ. trái nè tiếp đi đi ra nhớ đi Là em đi du du lịch mấy ngày lịch rồi em biết em em đi bốn những ngày ngày hả, cho em thử em cũng muốn nhìn những nẻ đấy chứ. Dần ta mới phát triển lên chứ, ta mới học Đâu hỏi chứ. em thấy đội hình tập để chụp ảnh với cô mà thân thích À thì ta phải phát triển lên chứ, ta phải học tập chứ, học hỏi chứ. cái Lạc hậu mãi à. đội hình bữa đó mặc áo dài đồ cái màu đồ rực rỡ đẹp ha. Vô hình đẹp dễ sợ Nhưng mà mặc nhìn hơi béo hay Hả? sao ạ? Bộ áo dài đấy là cái bộ kiểu thuộc á, Hắn thông thường xuông mà, loại áo hắn nhìn xuông mà, xuống áo dài xuông trước mặc đây nhìn nó vẫn béo mặc vậy nó mới đúng thoải không? mái nha. Đi ra đến Huế mà chỉ trông nhanh ra đến cửa để thay bằng nóng lắm. Cái Vẫn mùa tiếc là không được ăn chè liên của vẫn tiếc là không được ăn chè liên tại Đà Nẵng. hả? Mà từ đó vậy có ăn chưa? Từ hôm về giờ có ăn đâu, Không, ý nói từ đó giờ là có ăn thử chè đó chưa? ăn rồi cô, họ đem ra tận đây họ bán mà gửi á, À có không. người họ họ ở, có người về nhà ở trong Đà Nẵng ấy, cứ mỗi lần có người ra họ lại gửi ra Chè gì vậy anh? chè liên, Chè sầu riêng á, chè sầu chè riêng. liên chè sầu ăn ngon lắm, nổi tiếng Đà Nẵng mà. Em nghe cái chè liên quen nhờ. Nhà con Dung 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 Phong ấy em, cô con em gái lấy chồng trong Đà Nẵng ấy, nó cứ hay mùa hè hay có này, cái này bán xong rồi năm nào chị cũng mua. Chị Hoa nãy giờ không thấy vô ta, thơm vô Như lúc lúc ở đầu thấy chị Hoa mà nhỉ. chứ để trễ giờ rồi cô tắt tiếng nha. Mắt khép, tập trung tâm trí vào hơi thở, hít sâu vào thả lỏng bụng phình, thở ra thớt bụng, hít sâu vào thả lỏng bụng, thở ra từ từ rút rốn vào, thở hết hơi ra, hít sâu thả lỏng cơ mặt ra, thở ra hít sâu vào, thở ra thả lỏng chân mày, thả lỏng trán, hít sâu thở ra, mặt tươi cười lên, hít sâu thở ra, tập cho hơi thở ra dài hơn hơi hít vào, hít mũi thở mũi không thở miệng, hít thở ra, hít thở ra,
Hít sâu, ý thức vào hơi thở. Thở sâm. Mời cả lớp tập hít thở luân phiên. Đưa tay phải lên, ngón tay cái mình sẽ bịt mũi phải, ngón tay trỏ mình sẽ bịt mũi trái. Tập trung vào cảm nhận sâu hơi thở. Hít sâu vào, đóng mũi phải lại, thở mũi trái ra. Hít trái. Thở phải. Nhớ hít mũi, thở mũi, khép miệng lại. Hít phải. Thở trái. Hít trái. Thở phải. Hít phải. Thở trái. Hít trái, cảm nhận sâu không khí đi vào. Thở phải. Hít phải. Thở trái. Hít trái. Thở phải. Đặt tay phải lên gối. Tập trung hít thở sâu 3 hơi. Cảm nhận sâu. Thả lỏng cơ mặt ra. Thả lỏng chân mày. Mời cả lớp chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Chạm mạnh lên nhãn nóng lòng bàn tay lên. Khép sát đúng ngón tay lại, khi đặt vào mắt, bàn tay hơi cong lại, tạo thành hai ổ hút vào mắt. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra, nhìn lên tay. Vươn tay lên, hít sâu vào. Và xuống thở, sầm, tắt tiếng. Vươn tay lên, hít sâu vào, thở sầm, hít sâu vào, đan tay lộn ngược bàn tay để chân lên giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, giữ tay cúi đầu, cầm, thu về hõm ngực, cảm nhận kéo căng vai gáy. Thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, thẳng cổ về giữa, hít sâu vào, ngửa ra sau, thở ra, đan tay để căng lên giữa cổ giữ. 5, 4, 3, 2, 1, thẳng cổ về giữa, hít sâu vào, hai tay dang ngang. Tay phải đặt lên thái dương bên trái, nghiêng đầu qua bên phải, thở sâu, căng cổ bên trái, liếc mắt nhìn lên, cảm nhận sâu. 5,
4, 3, 2, 1. Trở về giữa hít sâu vào, nghiêng qua trái thở sam. Tập ở đâu tâm trí tập trung vào đó, liếc mắt nhìn lên quanh giữa năm. 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, tay phải đặt ra sau đầu, con mắt nhìn xuống đầu gối phải, thở sam. Kéo căng cổ vai gáy đối diện với là đầu gối phải. 5, 4, 3, 2. Cảm nhận sâu. 1. Lên hít sâu vào, thở ra đổi bên. Rồi kéo căng cổ, mắt nhìn xuống đầu gối trái, xích cái bụng. Thở. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu vào, xoay phải thở ra. Tay trái đặt lên đầu gối phải, tay phải chống ra sau, bám chặt tay vào người, xoay ra sau, thở sầm. Để căng lồng ngực tới vai, mở xoay cầm theo vai. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về hít sâu vào, xoay qua trái thở xa, bám chặt tay lên, từ từ thẳng lưng ưỡn ngực, thẳng lưng ưỡn ngực, xoay vai, tay cầm theo vai, xích cơ bụng. Thở sạc. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về giữa hít sâu vào, nghiêng người qua phải, thở sạc. Bám tay phải lên đầu gối trái, vươn căng tay trái như nhau thớt bụng. Thở sạc, xích cơ bụng. Thở giữa. 5, 4, 3, 2, 1. Lên hít sâu vào, nghiêng người qua bên trái, thở ra, bám chặt tay vào, kéo căng căng căng, xiết cơ bụng, ép gối, ép chân. 5, 4, 3, 2, 1. Nâng lên hít sâu vào, hạ tay xuống, áp chân, thở ra, thả lỏng hít thở sâu. Xếp đỡ chân. Đưa hai tay về trước lưng, bàn tay hướng vào nhau. Đưa tay phải lên, đặt qua, đan lại. Hít sâu vào, kéo vào, thở sang, thả lỏng đẩy sang. Trở về hít sâu vào, thở ra để cao lên ngang mặt. Đẩy vào, thở ra đẩy thẳng tay qua đầu. Và xuống. Trở về, đỡ tay. Đẩy vào, thở sang, tạo lỏng đẩy ra. Trở về vào, thở ra đẩy cao lên. Trở về vào, thở ra đẩy thẳng tay lên. Ra xuống. Trở về, thả lỏng tay. Dùng hai viên gạch đặt hai bên cạnh đầu gối, chống tay lên, xích cơ bụng, nâng mông lên. Hạ xuống. Hai, lên. Xuống. Ba, lên. Xuống. Bốn, lên. Rút rốn, xích bụng lên. Xuống. Năm, lên. Xích cơ bụng lên. Năm, bốn, ba, hai, một. Hạ xuống. Đặt hai viên gạch ra phía sau, đẩy ra phía sau lưng. Thở hết hơi ra, hít sâu vào, chống hai tay, đẩy căng 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 hông lên. Hạ xuống, vươn tay lên, trương tới mập xuống. Thở ra.
nó ra nít sâu vào chống tay nó hông lên xích mông đùi bụng đỉnh ngực vương cầm thở sầm hạ xuống nít sâu vào vương tay lên trương ngươi tới gặp xuống thở sầm nâng là nít sâu vào chống hai tay ra sau nâng lên đẩy căng lên siết mông đùi bụng thở sầm hạ xuống nít sâu vào trương tới gặp xuống thở sầm lên nít sâu vào nâng người lên đẩy căng hông lên xiết mông đùi bụng thở sâm hạ xuống hít sâu vào vuông tay trương người gập xuống thở sâm lần nữa lên hít sâu vào chống tay đẩy căng lên xiết mông đùi bụng thở năm một ba hai một hà xuống hít sâu vào trương tới gập xuống thở sầm năm bốn ba hai một nắng ra hít sâu vào hạ tay xuống thở sầm tháo chân ra duỗi hai chân thả lỏng ra mời ghi lên nguyên thẳng vào camera luôn mở ngang chân phải qua thẳng gối thẳng hàng với lại đầu gối trái trụ trục người mình trên một đường thẳng từ đầu gối thẳng nè giữ cái hông lại nè đừng có chống lố qua nè tiếp chống hơi lố qua à, thu chân vào xỉu bám chặt trụ lại hai tay dang ngang hít sâu vào tấm gối phải ép hông xuống xích cơ bụng thở sầm đừng chồm thành đừng chồm người tới trụ người lại thẳng người nhạn lên hít sâu vào nghiêng người qua trái thở sầm kéo căng tay qua đầu chống bàn tay ngay dưới vai xích cơ bụng thở sầm nó lên hít sâu vào tấm gối xuống thở ra ép hông xuống ép hông xích cơ bụng lại người ở trọng tâm ở giữa à. Trở về hít sâu vào nghiêng hông qua thở sầm chống tay kéo căng tay qua đầu rút rốn xuống bụng tử lên hít sâu vào tấm gối xuống thở sầm ép hông xuống luồn tay phải vào trong chân hít sâu vào lết sâu vai vào trong và xoay tay trái ra sau nắm tay lật vai sắn người lên lật vai lên nhạn ép hông xuống xiết cơ bụng thở sầm năm bốn ba hai một lên hít sâu vào nghiêng người qua trái thở xa chấm bàn tay xuống kéo căng tay qua đầu rút vốn xiết bụng thở hãy vào nâng chân phải lên duỗi căng thẳng hàng thẳng với thân đẩy hông tới đừng có đẩy cái mông ra sau đẩy hông tới giữ cảm nhận căng xiết cơ bụng thở năm bốn ba hai một hít sâu vào tay phải nắm ngón cái chân phải từ từ duỗi căng lên rút rốn xiết cơ bụng thở sầm đẩy căng hông tới đừng đẩy mông ra sau đẩy mông về trước để mở khớp năm bốn ba hai một hít sâu vào từ từ chống chân vuông tay lên chống hai tay xuống và sọt gót chân phải ra thở ra sọt ra sọt mở căng đùi trái ra trương người tới gập người xuống thở sầm trương tới gập xuống ép sau thở sầm
5, 4, 3, 2, 1. Thu tay về, năm người lèn hít sâu vào, và rút chân phải về, ngồi xuống thở sầm, thả lỏng hít thở sâu. Mời quỳ lên đỡ đèn, mở ngang chân trái ra, thẳng hàng với lại đầu gối phải, giữ người trên một trục thẳng, đầu gối bên phải thẳng lên với thân mình, hai tay dang ngang hít sâu vào trong thở, thu chân trái xích qua, đẩy cái hông xích qua trụ lại, đúng rồi, đẩy hông qua trụ chắc, tấn gối xuống xích vào bụng thở ra, nhấn hông xuống xích sâu thở ra, lên hít sâu vào, nghiêng hông xuống thở ra, chống bàn tay thẳng hàng với đầu gối và bàn chân trái, xích vào bụng thở, lên hít sâu vào, tấn gối xuống thở ra, nhấn hông xuống xích vào bụng thở, đừng nghiêng người, đừng chồm qua nhẹ, em bị chồm nè, nâng người lên nè, nhấn hông xuống, tay dang ngang thẳng người lại, tiếp thẳng tay lại, cánh tay lên hít sâu vào, nghiêng hông thở ra, kéo căng tay qua đầu, rút rốn xiết cái bụng thở ra, lên hít sâu vào, tấm lối xuống thở ra, xiết bụng, nhấn hông xuống thở, lên hít sâu vào, nghiêng hông xuống thở ra, kéo căng qua, căng lên sườn bên trái thở ra, lần nữa lên hít sâu vào, tấm lối xuống thở ra, nhấn hông xuống, nhấn rút rốn xiết bụng, hít vào luồn sâu tay trái vào, rồi xoay tay ra sau, nắm tay phải lật vai sống người lên, xiết bụng thở ra, hạ hông nhấn xuống thở ra, 5, 4, 3, 2, 1. Nâng người lên hít sâu vào, nghiêng hông qua thở ra, kéo căng tay qua đầu, đẩy hông về phía trước nào, à, như người đẩy hông ra sau kìa, đẩy cái hông tới, căng 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 xích vào bụng thở, hít vào xích chắc cơ, nâng chân lên thẳng hàng với thân, giữ căng rút rốn xích vào bụng thở, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, co gối lại tay, nắm ngón cán chân, duỗi căng lên thở ra, duỗi căng đẩy cái hông về phía trước, xiết bụng thở ra, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, duỗi căng ra, hạ xuống thở ra, nâng người lên hít sâu vào, chống tay về phía trước, rồi sọt chân ra thở ra, sọt gót chân thả trái ra, mở rộng đầu gối phải ra, cẳng chân vẫn vuông góc với đùi, trương tới ép hông xuống rút rốn, xiết cơ bụng thở ra, trương tới ép xiết bụng thở ra, 5, trương tới ép thêm, 4, ép 3, 2, 1, rồi gấp luôn cẳng chân trái lại vào con ép, và cẳng chân vuông góc với đùi, cẳng chân vuông góc với đùi, từ đầu gối này qua đầu gối bên kia, ngang qua mông thẳng hàng, rút rốn xiết bụng lại thở ra, rút rốn xiết sâu thở ra, ép hông xuống đi nào, ép hông chống hai cẳng tay, nâng thân lên, nâng thân lên, chống hai cẳng tay xuống trước ngực, đó, mở đầu gối ra thêm, chỉnh từ từ hai đùi mình vuông góc nè. À, hai đùi vuông góc với cẳng chân và vuông góc với thân,
Cũng từ từ, vuông góc với thân luôn. Đầu gối này ngang qua mông và ngang qua đầu gối bên kia, ba điểm thẳng hàng. Xong rồi, thả lỏng và ép hông xuống nhà. Thở, đó, ép hông xuống, thở, tiếp tục. Ép hông xuống, thở. Tiếng ép, thở 5, 4, 3, 2, 1, 5, xuống. Và rất được, chẳng tay lại. Chẳng tay, khuỷu tay cũng vuông góc luôn. Khuỷu tay tạo thành một góc vuông. Đi ngang qua vai, thẳng qua bên. Khuỷu tay bên kia, thẳng hàng. Hai tay tạo thành hai góc vuông, rút lớn sức cơ bụng thở ra. Ép chẳng tay xuống như nào, ép vai xuống đi, thở ra. Sức cơ bụng và nhấc mông xuống nào, ép nào. 5, 4, 3, 2, 1, bước. 1, 2, 3, 4, 5 lần nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Chẳng tay xuống. Từ từ duỗi chân ra, mở hai cái cẳng chân ra, mở hai cẳng chân ra, lần chân thẳng hàng, rút lớn sức bùng thở, nâng người lên, hít sâu vào, thu tay về, thở ra, thả lỏng, hít thở sâu, thu chân vào, ép lõng ra, hít thở, thả lỏng nhẹ, hít thở sâu vào. Mời xoay mặt qua, chống người lên, tập bò mèo. Tay chân là bốn góc vuông. Cong lưng lên, mắt nhìn rốn, rút rốn, sức bồn thở ra. Nhấn sâu vào, chung lưng, rướn cổ. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, sức bồn thở ra. Nhấn sâu vào. Thở ra, lắng nghe cảm nhận sau sự chuyển động của từng đốt sống lưng. Hít sâu vào, kết hợp hơi thở vào chuyển động của cơ thể. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, sức bồn thở ra. Lần nữa, hít sâu vào, chung lưng, rướn cổ. Giữ, thả lỏng cơ mặt ra. 5, 4, 3, 2, 1, thở sàn, cong lưng lên, rút rốn, xếp cái bụng thở sàn. Rút sau lên, thở ra, 5, 4, cuộn sau cổ, 3, 2, 1, hít sâu vào, bước chân phải ra ngoài tay phải, bước chân lên, ra ngoài tay phải. Tấm gối xuống, chống hai tay xuống nền. Ép hông duỗi dài chân trái, ép hông trái xuống. Ép đùi xuống, xếp bụng thở sầm. Lật bàn chân phải ra, lật bàn chân, ngã cái bàn chân. Lật đầu gối ra, tay đặt lên đầu gối phải, đẩy căng. Vặn người ra sau, nhìn ra sau, xếp bụng thở ra. Đặt tay lên đầu gối phải, ngã cái đầu gối đẩy căng ra. Tấm gối xuống tâm, tấm gối phải xuống hông. Giữ y, bước chân lên giữ y đó rồi. Lật bàn chân, lật cổ chân. Tay đặt lên đầu gối đẩy căng và vặn người ra phía sau thở ra. Nhấn hông hạ đùi trái xuống như nào lắng nghe. Cảm nhận căng, căng ở đâu. Tập trung vào cảm nhận ở đó. Tiếp tục lật chân trái lên. Đưa tay phải nắm chân trái, ép gót chạm mông thở ra,
S ngón chạm mông xích cái bụng, thở ra S sau, thở ra 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, duỗi chân trái chấm tay phải xuống. Đó, nâng lên, nâng lên, nâng đầu gối phải dựng lên, đạp bàn chân phải xuống. Ngắm hông xuống, hai tay đan sau lưng. Đan hai tay sau lưng, nâng người lên, thở hết hơi rầm. Đan chắp tay, ưỡn ngực vươn cằm, hít sâu vào. Từ từ cúi xuống, thở rầm. Cúi xuống đầu tới sàn, ngắm hông xuống, không ngắm hông lên. Tiếp tục hạ hông xuống, hạ hông xuống thêm, cúi xuống thở ra. Bật tay cao lên, xích bụng thở. Ngắm hông xuống nữa, thở 5, 4, 3, 2, một. Nâng người lên, hít sâu vào, chống hai tay, rút chân phải về con mèo, thở ra con lưng lên, nuốt rốn xuống cái bụng, thở sàn, rút sâu rốn lên, thở sàn, nhấy vào, bước chân trái lên ra ngoài bàn tay trái, rồi di chuyển hai tay xích lên trên. Hạ đùi phải nhấn hông xuống, duỗi thẳng chân phải ra sau. Bước chân trái lên đi nhạc, bước chân trái lên. Kế cái bàn tay trái rồi nhấn hông xuống, xích sau, thở sau. Nhấn hông hán xuống thêm, xích cơ bụng thở sầm. Xích sau thở ra. Hít vào từ từ, lật cái cổ chân trái, lật cổ chân trái ra. Tay trái đặt lên đầu gối đẩy nó ra. Rồi lắng nghe từ từ, cảm nhận cơ xương khớp. Vặn người xoay mặt ra sau, thở sau, duỗi thẳng mũi chân phải ra sau, hạ đuôi xuống, vặn sau, xích cái bụng thở. 5, 4, lắng nghe chỗ nào đau, cảm nhận sau, thả lỏng. 3, 2, 1, hít sâu vào, gấp chân phải lên, đưa tay trái nắm chân phải. Từ từ ép gót chạm mông thở ra, thả lỏng, ép gót chạm mông, xích sau thở ra, xích sau thở ra. Căng đau chỗ nào suy nghĩ vào, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, duỗi chân ra. Đó, nâng người lên, trả bàn chân về, nâng thân lên, hai tay đan sau lưng, hít sâu vào, ủng ngực vươn cằm, trường lưng tới gập xuống, thở ra đầu tới sàn, xích cơ bụng thở ra, nhấn thân xuống, bật tay cao lên, xích sau bụng thở ra, nhấn thân xuống thêm, xích mông đồ bụng. 5, 4, 3, 2, 1. Nâng người lên, hít sâu vào, thả lỏng tay, chống tay xuống, rút chân trái về con mèo, thở sàn, con lưng lên, rút rốn xích cơ bụng, thở sàn. Hít sâu vào, trương lên, lượng cột sống lên, rắn hổ mang, uốn cong lưng, lôi mông về, em bé thở sàn. Hít sâu vào, trương lên, lôi về, xích cơ bụng thở sầm. Cảm nhận kéo căng cơ lưng, kéo căng hai cánh tay, trương lên, hít sâu vào, uốn cong lưng, lôi về, thở sàn. Lần nữa hít sâu vào, chân lên, xề vai xuống, ưỡn ngực, sao cho uốn cong lưng giữa, lưng trên, vươn cầm lên, xề vai xa lỗ tai, hít thở đều, siết mông đùi bụng lại, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Chống chân lên, chớp mặt, thở ra, để cao mông lên, ép vai, ép lưng xuống,
rút rốn sức bùng thở rằng ép nữa lắng nghe cảm nhận sau, ép vai ép lưng đạp gót rút rốn sức bùng lên thở rằng bám chặt tay chân ép sau lắng nghe rút vai và lưng trên sức bùng lên thở rằng lắng nghe gân kheo cảm nhận sau căng tối đa hít sâu vào chân phải ra sau căng gót chân lên mũi chân hướng xuống đạp gót chân trái xuống úp vai úp hông xuống thân lên tới chân một góc 60 độ siết bụng thở sang năm bốn đạp gót chân trái nữa căng nữa ba hai một hít sâu vào đẩy người tới bước lên bằng hai tay siết bụng thở hít vào từ từ co cẳng tay trái xuống góc vuông nắm cổ chân phải co cẳng tay trái nắm cổ chân phải mở tay phải lên thở sang đầu gối phải góc vuông đặt cái cẳng tay trái xuống dưới sàn luôn nhạc co ngang cẳng tay trái xuống sàn tạo thành góc vuông co ngang cái cẳng tay xuống rồi nắm cổ chân phải đúng rồi chống chân trái căng gót nâng đầu gối lên siết cơ bụng lại thở ra năm bốn ba hai một hít sâu vào co cẳng tay phải lại cái khuỷu tay mình chạm vô đó, bàn chân bên phải rồi đạp gót chân trái xuống nhấn hông xuống mở tay trái lên thở ra siết cơ bụng thở cẳng tay phải lúc này gót vuông rút nguồn dang tay trái lên mở vai lên siết cơ bụng thở ra năm bốn ba hai một hít sâu vào co hai cẳng tay và mũi bàn tay hướng về phía trước hai khuỷu tay ngay dưới vai chống mũi chân trái lên đứng ngót lên siết cơ bụng thở ra rút rốn phía sau duỗi dài chân trái ra đến khi nào căng 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 tìm siết cơ bụng thở duỗi lưng tới nâng đầu duỗi lưng chị Hồng nâng đầu duỗi lưng siết bụng thở duỗi cổ tới năm bốn ba hai một hít sâu vào hạ đầu gối trái xuống từ từ sọc dài lần bàn chân phải sọc chân tới thở ra lần chân sọc dọc tới đặt ngót chân phải xuống được bao nhiêu là bấy nhiêu siết bụng thở ra ép xuống thở căng giãn siết cơ bụng thở ra siết sâu thở căng đau chỗ nào suy nghĩ vào chỗ đó thả lỏng ra năm lắng nghe cảm nhận sau bốn ba hai một hít vào hạ đầu gối trái xuống chống hai tay và nâng người lên rút chân phải lên rút về bật cao chân phải lên chớp mặt nâng chân xích bụng thở sầm rút rốn lên đừng lật không úp vai úp hông xuống đó úp vai úp hông căng gót chân cao lên mũi chân hướng xuống xích bụng thở sầm cao chân lên tâm giữ lưng giữ mông đó nâng chân gót cao lên giữ hít vào từ từ đặt chân phải ra phía sau bàn chân trái lật tay phải lên kéo căng tay qua đầu siết bụng thở sang kéo căng tay phải qua đầu siết bụng thở năm bốn ba đẩy hông siết hông lên hai một hít sâu vào trở về chớp mặt thở sang hít thở sâu điều hòa hơi thở rút rốn lên siết cơ bụng hít thở sâu vào điều hòa hơi thở chớp mặt nào hít sâu thở sâm hít sâu vào thở chậm râm hít sâu thở chậm râm
Đổi chân. Chân trái ra sau, bật cao lên, hít sâu vào, nâng gót chân lên, mũi chân hướng xuống, rút rốn, xiết cái bụng, thở ra, úp vai xuống, úp hông xuống, thở. Hít vào, đẩy người tới, bước chân trái lên, giữa hai tay. Co cẳng tay phải, nắm cổ chân trái, xiết bụng, thở ra. Mở tay trái lên, nhìn theo tay trái, xiết bụng, thở ra. Thở sâu vào, năm bốn ba hai một, hít sâu vào, đổi tay, co cẳng tay trái xuống góc vuông, mở tay phải lên, dang tay lên, nhìn theo tay phải, xiết bụng, thở ra, đạp gót chân phải xuống, xiết sau, thở ra, ép hông xuống, thở, năm bốn ba hai một, hít sâu vào, co hai cẳng tay xuống góc vuông, mũi bàn tay hướng về phía trước, chống mũi chân phải, đứng gót lên, xiết bụng, thở ra, ép hông xuống nữa đi nào, căng căng căng, nâng đầu gối phải lên khỏi sàn, căng căng căng, rút rốn, xiết bụng, thở ra, năm bốn ba hai một, hít vào, hạ đầu gối phải, duỗi mũi chân, rồi giờ sọt từ từ trượt dài gót chân, thở ra, trượt dài gót chân trái, thở ra, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đặt gót chân, đứng bàn chân lên, trượt chân ra, thở ra, giữ, năm bốn ba, xiết bụng lên, hai một, nâng người lên, hít sâu vào, rút chân trái về và chống hai tay, rút chân phải, rút chân trái ra sau, bật cao lên, cúi xuống, rút rốn, xích bụng, thở ra, cúi xuống, ép sau, thở ra, đạp gót chân phải, căng gót chân trái, tấp người xuống, rút chắc, xiết cơ, thở, hít vào, từ từ đặt bàn chân trái ra sau, kế bàn chân phải, lật tay trái lên, kéo căng tay, xiết hông lên, thở ra, bàn tay phải ngang dưới vai, rút rốn, xiết cơ bụng, thở, năm bốn, xiết sâu, ba hai một, hít sâu vào, trở về, chớp mặt, thở ra, để cao mông lên, ép người xuống, đạp gót xuống, rút rốn lên, xiết cơ bụng lại, thở ra, giữ và hít thở đều, xiết cái bụng, hít thở đều, hít vào, nhón gót lên, ép lưng xuống, ép vai xuống, rút rốn, xiết cái bụng, thở, chân đau gối lại, đuôi sát vào bụng ngực, căng mông lên, đuôi sát bụng ngực, vẫn ép vai, ép lưng, căng mông lên, xiết bụng, thở ra, năm bốn ba hai một, nhẹ nhàng hai chân lên, tiếp nối theo hai bàn tay, tiếp phía sau hai bàn tay, xiết bụng, thở ra, đó, đầu gối đặt ở phía trong nách tay, đầu gối trong nách tay, ép mông xuống, thở ra,
Thế phào thẳng gối ngẩng cổ duỗi dài lưng ra, duỗi lưng ra, tay vẫn chạm sàn. Thở ra ép xuống mông song song với sàn. Mông song song với sàn căng mông ra xích bụng thở. Thế phào thẳng gối duỗi dài lưng tới. Thở ra rút rốn xích bụng ép mông xuống thở ra duỗi cổ đừng ngẩng đầu. Cột sống nằm trên một đường thẳng. Thở ra. Hít vào từ từ. Duỗi căng lưng tới. Thẳng lưng. Mỗi một lần thẳng lưng thêm nữa nhạn. Thở ra rút rốn. Ép mông xiết bụng thở ra. Ép mông xuống. Đúng rồi. Hít sâu vào. Căng lên. Thở ra ép mông xuống rút rốn xích bụng lại thở ra ép xuống tiếp ép mông nữa tiếp chưa đủ ép xuống lần nữa hít sâu vào căng gối và duỗi dài lưng tới giữ duỗi cổ tới giữ năm bốn ba hai một thở ra ép xuống rút rốn xích bụng thở ra năm bốn ba hai một mở hai mũi chân ra ngoài và ép mông vào lọt giữa hai gót chân ép mông vào ngồi thẳng lưng lên chắp tay trước ngực xiết bụng thở ra mở đầu gối ra ngồi mông lọt vào giữa hai gót chân rồi duỗi dài lưng lên nửa lần thẳng lưng lên thẳng lưng nữa ưỡn ngực sao cho xương cột thẳng lên tới đỉnh đầu luôn nào đừng ngửa đầu nha thở thu cầm về ngực xích bụng thở ra năm bốn ba hai một hít vào đặt mông ngồi xuống ôm gối nâng chân lên xích bụng thở ra cẳng chân song song với sàn duỗi lưng xiết bụng thở từ từ hai tay song song rút rốn xiết bụng thở đừng gồng vai đừng gồng cổ thả lỏng như nào xiết bụng lại năm bốn ba hai một duỗi chân ra chiếc thuyền xiết sau cơ bụng thở sàn duỗi không được thì cứ co gối giữ đó gồng chắc cơ bụng lại thở ra năm bốn ba hai một hít vào co gối lại ôm gối từ từ cuộn từng đốt sống xuống cuộn từ từ từng đốt chạm sàn thở ra đạp hai bàn chân xuống đầu ngón tay chạm vào gót chân đầu ngón tay giữa chạm gót chân hai bàn chân song song nhau mở rộng bằng hông rồi chắp hai đầu gối tập cây cầu thở hết hơi ra có đồ buộc tóc đồ kẹp tóc đồ vuốt lên đừng để cấn cổ từ xương cột tới đỉnh đầu một đường thẳng hít sâu vào đạp chân cuộn từng đốt sống lên từ xương cột lên rồi từ từ lên thắt lưng lên lưng giữa lên lưng trên xích cuộn thở ra bám chặt chân vào lúc này đầu cổ vai gáy chạm sàn vai gáy được massage dưới sàn xích mông đùi bụng thở ra thả lỏng đi nào không gồng vai không xiết vai thả lỏng vai cổ gáy xích mông xích đùi xích bụng chắc lại không quạt đầu gối ra hai đầu gối song song nhau xiết bụng thở giữ thả lỏng toàn bộ khuôn mặt hít thở đều thả lỏng mặt ra giãn khuôn mặt ra đi nào lắng nghe cảm nhận sâu vùng vai gáy cổ năm bốn ba hai một kéo hai bàn tay lại gần với nhau kẹp hai ngón tay cái kéo thẳng hai phỉ tay ra căng ở dưới lưng úp bàn tay xuống sàn từ từ cuộn từng đốt sống xuống nằm lên lưng bàn tay
thở hết hơi rằng hít sâu vào giữ chân đó, bấm hai cửi tay đẩy căng lồng ngực lên, siết bụng lại và ngửa đầu ra sau, đặt đỉnh đầu xuống sàn, thở ra tư thế con cá, chống hai khuỷu tay đẩy cao lồng ngực lên, cứ nghe kỹ từ từ cảm nhận sau, vai mở ra căng lồng ngực lên, căng cuống họng, mắt khép, môi khép, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra, hít thở sâu vào, siết chặt bụng dưới lại, bảo vệ thắt lưng, là không nhấn vô thắt lưng, nhấn vào lưng giữa, lưng trên, mở vai, trả vai, mở rộng vai ra, căng lồng ngực ra, tăng dung tích không khí đi vào phổi, hít thở sâu vào, đóng hết khí cạnh ra ngoài, cải thiện hệ hô hấp. Lắng nghe cảm nhận sau, lưng giữa, lưng trên, vai, cổ. Hít vào, ấn khuỷu tay, nâng đầu lên, duỗi thẳng cổ ra, hạ xuống, thở ra, hạ từng đốt sóng xuống. Lấy tay ra, nâng gối lên, tay ôm gối, nhiệt gối, massage thắt lưng, hít thở sau. Hít vào, nâng đầu lên, mũi chạm gối, thở ra. Lăn lưng nhẹ nhàng, đừng bật quá cao. Đã vừa nâng lên, rồi hạ xuống massage, cột sống lưng hay chịu dọc cột sống. Hạ đầu, hít vào, lăn tại trái, thở ra. Massage chiều ngang cột sống, nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do, chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ, căng hướng vào ngực, thắt bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu, phải thật sự thư giãn thả lỏng. Hãy nằm ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại. Bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng. Qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi khi hơi thở vào ra. Bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu. Thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy,
và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống. Thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái. Nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân.
Mà lớp nghỉ, chúc lớp tuần mới tràn đầy năng lượng.